Chào các bạn, kem trộn là loại kem tổng hợp tự chế bao gồm các thành phần chính như vitamin E, C, aspirin, bicozim, alcohol, corticoid, chất tạo màu hóa học, chất bảo quản, v.v. Trong đó, corticoid là một chất ức chế hệ miễn dịch của da, giúp da giữ nước, trắng mịn, săn chắc và căng mọng nhanh sau 24 giờ thoa kem. Corticoid khi được sử dụng ở nồng độ cao sẽ có tác dụng phụ là tẩy trắng da. Vì vậy, nhiều người đã dựa vào tác dụng phụ này và trộn corticoid nồng độ cao vào mỹ phẩm để bán trục lợi. Những lợi ích trước mắt của kem trộn như làm trắng da nhanh chóng, giá thành rẻ khiến nhiều phụ nữ cả tin mua về dùng thử mà không cân nhắc đến hậu quả lâu dài cho da mặt. Một trong những hậu quả của kem trộn chính là tình trạng lệ thuộc kem, tổn hại tới nhan sắc và sức khỏe của người dùng. Kem trộn trôi nổi trên thị trường. Kem trộn xuất hiện trên thị trường với hàng trăm mẫu, nguồn gốc không rõ ràng, thành phần không được công bố. Kem được chứa trong những vỏ hộp đơn giản, kèm những lời quảng cáo có cánh. Sản phẩm này đem đến niềm tin về một làn da trắng sáng bất ngờ chỉ sau vài tuần sử dụng, không mất nhiều tiền, thời gian và hiệu quả nhanh chóng. Kem trộn có thành phần chứa nhiều corticoid làm teo da và thủy ngân với đặc điểm nhận dạng là màu hồng, vàng nghệ, trắng dạng đặc nén, không hòa tan trong nước, để lâu ngoài không khí có hiện tượng tách nước. Đánh trúng vào tâm lý ham trắng đẹp của chị em phụ nữ, kem trộn có cơ hội phát triển phân bố rộng khắp, số người sử dụng tăng lên nhanh chóng. Những dấu hiệu nhận biết sớm về kem trộn khi sử dụng từ 1 đến 10 ngày: da sáng mịn, căng bóng nhanh sau một đêm sử dụng, mụn cám biến mất nhanh sau vài ngày sử dụng, da trắng nhanh bật tông sau 1 đến 2 lần sử dụng, da càng ngày càng căng mọng, sờ vào da thấy mềm và mọng nước. Những vùng thâm nám mờ nhanh sau vài ngày cũng như các nếp nhăn li ti trên da biến mất và những nếp nhăn sâu mờ nhạt rất nhanh từ sau 7 đến 10 ngày sử dụng. Những dấu hiệu nhận biết muộn khi sử dụng kem trộn trắng da. Vùng da bôi kem trộn sẽ trắng bạch như thoa phấn, khác biệt với các vùng da ở cổ hay tay. Da mỏng rất nhanh và cảm thấy bỏng rát. Da trắng hai má ửng hồng khiến người dùng ngộ nhận da đẹp hồng hào. Thực chất là các mao mạch nở gây đỏ sau đó. Các gân máu xuất hiện trên da gây đỏ da thường xuyên. Hiện tượng nám da loang rộng ra hai má tuy nhạt màu nhưng dần hình thành và phát triển thành đậm màu, nám sâu và chuyển biến nhanh thành màu xám chỉ tùy theo từng trường hợp. Dấu hiệu sau khi ngưng sử dụng: da đỏ, nóng, rát, có thể kèm theo ngứa dâm gian, mẩn đỏ dày đặc trên da và xuất hiện các mụn nước li ti hay đầu mủ li ti ở những vùng da nhất định, rất ngứa và nóng rát. Da khô, đóng vảy cứng, bong chóc, nhiều trường hợp có chảy nước vàng do tiết dịch vì những hạt li ti vỡ ra kèm theo rất ngứa. Da mặt rất khó chịu, nhiều khi ngứa gãi chảy xước làm tình trạng càng nặng nề hơn. Khi vào nơi có hơi nóng khiến da đỏ, nóng rát và tình trạng ngứa ngáy ngày càng tăng. Sau đây là những tác hại của kem trộn trắng da. Kem trộn trắng da sử dụng mới đầu có thể thấy rõ được kết quả da đẹp nhưng mang lại tác hại khôn lường với người sử dụng. Có rất nhiều trường hợp phải hứng chịu nặng nề tác hại của kem trộn như viêm và phá hủy da. Dưới đây là những tác hại điển hình dễ thấy nhất của kem trộn. Da trắng bệch và da bị mỏng đi, các mao mạch dưới da bị giãn nở. Đây là tác hại dễ thấy nhất được biểu hiện là làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống và có sự khác biệt rõ với vùng da sử dụng kem trộn hay không sử dụng. Sử dụng kem trộn thời gian dài, bạn sẽ thấy da bị mỏng đi. Bên cạnh đó, quan sát kỹ, bạn sẽ thấy những mạch máu sau đôi má ửng hồng bị giãn nở khá nhiều. Khi sở thấy ngứa rát, khó chịu và dễ bị kích ứng với các sản phẩm chăm sóc da khác. Vết nám lan rộng sau thời gian sử dụng, thậm chí vết nám sậm màu và ăn sâu hơn vào da, rất khó chữa trị. Da bị khô, bong chóc là hiện tượng bị nhiễm độc corticoid còn thấp, hàm lượng ít. Tình trạng này khiến da bị khô sần, hơi ngứa và chữa trị kịp thời có thể khỏi trong khoảng 1 đến 2 tháng. Viêm da phồng rộp, đây là tình trạng nhiễm corticoid có độc tính cao hơn, dấu hiệu thấy rõ là bọng nước li ti vỡ ra, gây đau và dẫn đến nhiễm trùng. Viêm da kích thích,
Viêm tuyến nhờn và nổi mụn, đây là tình trạng nặng xảy ra sau khi ngừng sử dụng kem trộn. Biểu hiện là da bị đỏ rát, sần sùi như cơm cháy, mụn nước li ti, khi bị vỡ sẽ tiết dịch màu vàng gây nhiễm trùng da. Với những người sở hữu làn da dầu sẽ bị nổi mụn, viêm da do nhiều bã nhờn. Tình trạng này kéo dài 5 đến 6 tháng mới có thể khôi phục được lại như ban đầu. Để nhận biết kem trộn trắng da tự chế này, bạn có thể nhận biết qua các hình thức bề ngoài cũng như quá trình trước, trong và sau sử dụng. Đối với hình thức bên ngoài, bạn nhận biết qua dấu hiệu sau: không có công bố thành phần hoặc không ghi đầy đủ hay ghi sai lệch thông tin. Bao bì sơ sài, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác hoặc không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Chất kem sệt, đặc mịn, thường có màu vàng, có mùi hắc. Cách khắc phục hậu quả của kem trộn. Nếu bạn đã sử dụng kem trộn mà muốn khắc phục hậu quả, bạn cần có những quy trình và tư vấn của bác sĩ da liễu để hồi phục làn da đã bị tổn thương vì nhiễm corticoid. Với trường hợp nhiễm corticoid nhẹ, độc tính không cao, bạn có thể tự khắc phục bằng cách ngừng từ từ sử dụng kem trộn, không ngừng hoàn toàn vì da sẽ bị sốc và tình trạng sẽ nặng hơn. Bạn giảm số lần và thời lượng bôi kem lên mặt bằng cách thoa mỏng và ít, kết hợp detox cho da bằng việc tăng cường uống nước trà xanh, xông hơi da mặt để loại bỏ độc tố. Bên cạnh đó, bảo vệ da kỹ càng bằng kem chống nắng an toàn vì kem trộn sẽ làm bào mòn da đáng kể. Với trường hợp da nhiễm corticoid nặng, bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu thăm khám trực tiếp để có phác đồ điều trị đúng cách. Đối với một số người may mắn thì cơ thể phản ứng ngay với kem trộn khi vừa dùng. Tại sao lại nói là may mắn? Vì đối với những bạn này, chất độc từ kem trộn khi ngấm qua da thì cơ thể không chịu hấp thụ mà lại đào thải ngay. Biểu hiện qua việc sau vài ngày dùng thì thấy da nổi mẩn đỏ và có dấu hiệu bong chóc. Lúc đó dừng luôn thì vẫn kịp cải thiện vì chỉ mới vài ngày, chất độc chưa đi sâu vào da được. Trái lại, đối với những người dùng kem trộn thấy hộp, da dẻ trắng trẻo mịn màng như biểu hiện ở dấu hiệu sớm mà chưa có phản ứng gì trong thời gian đầu dùng kem là người vô cùng xui xẻo. Lẽ hiển nhiên khi dùng mỹ phẩm thấy hộp, thấy đẹp thì bạn sẽ dùng lâu dài. Thời gian dùng càng dài, chất độc ngấm vào cơ thể càng lớn và có một điều khủng khiếp hơn cả là sau hàng tháng đến hàng năm trời mới phát bệnh trên người và mặt. Dấu hiệu muộn, lúc đó chất độc đã đi sâu lắm rồi, hậu quả mà bạn gánh chịu sẽ vô cùng khủng khiếp. Thay vì tin theo những lời quảng cáo, bạn hãy tự chăm sóc làn da của mình bằng các cách sau đây để đem lại hiệu quả an toàn nhất. Chống nắng toàn diện. Thoa kem chống nắng được xem là biện pháp giúp bạn tránh được những tia UV có hại cho làn da, giúp da được bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại. Nếu bạn không thoa kem chống nắng, đây sẽ là nguyên nhân khiến cho da của bạn bị sạm nám, làn da tối màu. Những loại kem chống nắng tiên tiến còn giúp bạn bảo vệ làn da khỏi những ánh sáng xanh phát ra từ TV, laptop, các vật dụng điện tử hàng ngày. Từ giờ bạn hãy nên xem kem chống nắng như vật bất ly thân trong việc giữ gìn làn da đẹp nhé. Giữ ẩm thường xuyên. Nếu bạn muốn có làn da căng mịn, mướt mát thì bạn đừng nên nghĩ đến kem trộn. Thay vào đó, bạn hãy cấp ẩm thường xuyên bằng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng da từ thiên nhiên, các loại mặt nạ thiên nhiên vừa rẻ lại vừa an toàn hiệu quả. Nếu bạn muốn dùng các sản phẩm dưỡng da khác, bạn nên lựa chọn những sản phẩm từ những thương hiệu có đảm bảo an toàn và được cấp chứng nhận của cơ quan y tế chức năng. Bạn hãy bổ sung nhiều trái cây tươi. Ăn trái cây tươi chính là cách để giúp làn da của bạn khỏe đẹp từ sâu bên trong. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã bôi, rửa, giữ ấm hay chống nắng thì da đã đủ chất dinh dưỡng. Quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm, vì chúng chỉ có tác dụng trên bề mặt da, còn để da khỏe mạnh từ sâu bên trong, bạn cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn thế. Hạn chế ăn các thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, thực phẩm chiên quá nhiều dầu hay đồ ngọt, mà thay vào đó là rau củ quả tươi được chế biến đơn giản như hấp, luộc hoặc ăn sống. Người Nhật đặc biệt nổi tiếng trong việc sử dụng các thực phẩm hàng ngày như liệu pháp trường sinh. Các món ăn đặc trưng có thể kể đến như rong biển, đậu nành tươi, đậu nành lên men, mè, gạo lứt, v.v.
Hãy chú trọng làm sạch da. Một làn da sạch chắc chắn sẽ hấp thu được tất cả dưỡng chất nhanh và hiệu quả nhất. Trước khi rửa mặt, bạn cần phải rửa tay sạch sẽ, chọn loại tẩy trang dịu nhẹ cho da dù có make up hay không. Khi dùng sữa rửa mặt, bạn hãy chọn loại có độ pH phù hợp với làn da của mình. Không nên sử dụng loại có chất tẩy quá mạnh sẽ bào mòn và làm da nhạy cảm hơn. Ngoài ra, bạn nên rửa mặt với nước ấm hoặc nước mát thay vì nước nóng sẽ làm da khô. Sau đó, bạn hãy lau nhẹ mặt sau khi rửa mặt bằng khăn mềm. Trên đây là một số những thông tin cần thiết về kem trộn, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da hàng ngày. Chúc bạn thành công! Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.